Nhưng thằng Hùng Phạm ấy, ngày xưa thì em biết nó, tức là nó là sinh năm 60, 61. Cái như vậy là còn là tư nhân người ta làm thôi. Nhưng mà nó quanh cho quá suy vậy các anh chị các bạn biết á. Mưa lớn quá nó nước nó dồn không kịp. Mà xong bắt nó phải kịp. Nó xin lỗi. Thế là có nghĩa rằng là nó văn minh mà nó thật ra nó ngay cái ngày đầu. Thì thằng Hùng Phạm nó xuống. Thằng Duy. Nó xuống để đặt nó lúc nó ngắm từ từ. Nó xanh ngọt thì em nghĩ là nó vỡ ra được rồi. Thế sao không có đánh gần ở bên thằng Duy nữa thì nó lại sang bên Hiếu Ngọc. Hiếu Ngọc nó là rất quý Hiếu Ngọc. Hiếu Ngọc nó là rất là tế nhị Hiếu Ngọc. Trời đất.
qua Mỹ hết đi. Đúng chưa? Chúng ta là những người dân mẹ góp tiền. Mấy thằng mà trong cái đoàn máy bay to thì nó còn cái nó hù và theo. Ở đây coi như là mẹ làm cho coi như là trời chuẩn bị là coi như đó nó là lâu sơn là rác như là cái quái gì đâu đúng không? Sang đấy được non. May qua đấy bao nhiêu năm rồi đấy. Bây giờ mẹ sống của mày như thế nào? Ngu si dần đổi rốt nát. Cái tư tưởng muốn nằm ngửa ăn sẵn thì sống ở một đất nước nào cũng cố nặng hơn. Dạ. Mấy chỗ này là mấy bữa bằng mưa lớn coi. Đây em nói anh bạn nghe này, cái ông báo nào là toàn dân đừng sợ lửa, hãy đứng lên chống lại đảng, đảng độc tài, đảng này để giành lại quyền dân. Đấy, là ông báo nào đấy? Rồi, tổ sư nha mày. Em ơi, bây giờ thầy có cái chút chiến vậy rồi đó. Nhìn ra là uy hiếp. Người đó mà. Trong cái đó. Rồi, đó nó. Cách đây ngày hôm qua nay hai ba ngày nay em không biết tại sao cái giảm cộng sản mình lại sợ thằng Mỹ quá trời vậy. Ông tôi mới nắm lại tôi hỏi nhưng mà anh đâu có thể nào nói cho biết tại sao con mẹ nắm hai mẹ con mẹ nắm nó là một cảm động tại sao cộng sản mình đã chiêu án cho nó 10 năm tại sao thằng Mỹ nó chung vô nó bắt phải thả con mẹ nắm ra là cộng sản phải thả ra là sao anh có thể là nói cho biết không? Thôi được tôi sẽ nói nhưng mà khi anh đi đến những quốc gia phát triển, nó đòi hỏi anh phải
chứ không phải là có những chính phủ chính trị nào vào phải phấn đấu nhiều hơn. Anh phải chịu khó, phải là không phải nhận sức trình, nó không có sức trình nào. Học chăm chỉ, nếu mà học mà không giỏi thì là mai mốt làm sao mà được học bổng. Làm sao mà lên, chúng ta lên học có được cái học bổng, lên đại học, lên đại học tốn tiền giá mà. Thì bây giờ ví dụ chính phủ, ví dụ chính phủ có trung học thì bây giờ mới là người ta tiếp nhận, miễn một phần nào đó thôi. Chứ nếu mà học trường tư nhân cũng đâu có được mà. Tất nhiên là phải giảm đó. Tháng 2-3 ngàn đô. Nhưng bản thân bây giờ nó nói là bây giờ ví dụ như bạn qua đây nói rồi. Phải thích nghi theo cái môi trường ở đó. 500 ngàn đô la. Chứ không thể nào nói là tôi ở Việt Nam, ở bên Mỹ, ở bên Canada. Tại sao mà giáo dục của Việt Nam bên Canada thấp cái này đó. Tôi không cho đó là thấp, mà cái tầm nhìn của nó chỉ có cỡ đó thôi. Cái sự phát triển của mình có cỡ đó thôi. Mình đâu có thể nào mà vượt xa được. Những người không chứ, bây giờ tự nhiên mình đem cái trình độ ở bên những cái quốc gia phát triển mình đem vô mình áp dụng trong cái giáo dục Việt Nam thì làm sao mấy đứa nhỏ nó chịu nổi. Nó chưa có thích nghi mà. Con cá nó lội, nó bơi, nó qua một cái môi trường nào đó nó thay đổi. Thì nó cũng phải có cái thời gian. Các bạn mà con rồi, cá, okay. Các bạn đem ở cái hồ phát triển, các bạn cho biết. Là cái hồ này mình bỏ cái hồ kia, mình cũng phải cho nó thích nghi với cái nước. Còn mình thả xuống cái nó sắp là mà nó chết, nó đơ. Đúng không? Bạn, như thế, ví dụ bạn cái xã hội nó như vậy. Ví dụ chính phủ ấy. Cho nên không thể nào giữ những cái thành phần mà trong cộng cực đoan, những thành phần mà chống tha đến nước, okay. Một số tiêu cực thành phần mà gọi là kém hiểu biết, cứ nhìn ở bên kia cái núi này kia, trông qua cái núi bên nọ, người ta gọi là ở núi này trong núi kia, không bao giờ khá. Họ không có hiểu, không có sự tiếp thu, toàn là tưởng tượng lên mạng này cũng vậy. Tôi thấy một số những người thấy tưởng tượng nhiều, nói chuyện gì ra cũng toàn là tưởng tượng. Mấy cái tên mà nhóc nhóc lôi trôi như con dồi bên này mà hãng biện với tôi cũng vậy, toàn là nói tưởng tượng, nói theo kiểu tưởng tượng, hỏi bằng chứng đâu, hỏi nói là lợi mình chống phá này chống phá kia, xuyên tạc này xuyên tạc, mà hỏi bằng chứng đâu, toàn là tôi tôi sớm nhờ thấy bên này thấy bên kia, còn những cái ly hay là những cái mà cái cuộc nói chuyện nào vậy á, mà ở trên không gian mạng nó có điều thâu lại mà sẵn đi qua Mỹ, người ta đâu có số đâu, người ta sợ nếu hai bạn bên này lên mạng mà xuyên tạc hay là bậy bạ cái chỗ nào sai thì nó còn nằm rất nhiều bệnh viện và những cái tay chân thì nó rất là nhỏ đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà bệnh nhân rồi nằm dưới sàn nhà rồi cứ đợi gì mà chưa tiến độ. Rồi bây giờ này, bây giờ này bạn ở Đà Nẵng, tôi sẽ mời bạn Quang Thắng, người thành phố Đà Nẵng, biết trả lời cho bạn. Rồi ok. Rồi. Ở bệnh viện nào? Tên là gì? Đa khoa. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tôi sẽ mời bạn Quang Thắng lên. Ok. Nhưng các bạn cũng đã hiểu rồi, nghe chưa? Biết. Hiện nay Quang Thắng còn đây nhỉ? Ví dụ như tôi về quê tôi có bệnh viện gọi là bệnh viện huyện Hải Hậu, Đa khoa, bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Nói chung một bệnh viện rất là đẹp, nhưng mà bây giờ vào thậm chí có gì là một phòng rất là lớn có chỉ có 2-3 người ngồi thôi. Tức là hiện nay cái kinh tế của Việt Nam cũng đang rất phát triển, cho nên là mọi người dân cứ lên những bệnh viện tuyến trên nhá. Nhưng mà cái chuyện mà gãy chân gãy tay những cái chuyện rất bình thường, ở bệnh viện nào người ta cũng xử lý được. Từ cái bữa ngày 13 tháng 13 hôm mà hôm cuộc biểu tình á, thì 13 tháng 6 à 13 không 13 13 tháng 10 anh, cái ngày mà mới thì trước đó cái anh Johnny Nguyễn này á, anh có lên cái diễn đàn của anh Trần Toản. Anh cũng nói hay lắm. Là lúc đó là bọn em là cũng lên Đam, nhưng mà Đam cũng đã coi như là có một cái ý nghĩ tích cực với anh á. Nhưng mà thực sự là em là nay em xin anh một phút thôi để em cho cái mặt của cái anh này, anh hiểu rằng là anh là chẳng là có thứ là không có tốt lành gì hết á. Cho nên là mà mời cái anh Sony Nguyễn này, anh nhìn vào cái màn hình nên tôi đã lưu lại ha. Anh xem là cái bản chất của anh là nó tốt hay nó xấu rồi biết ngay ha. Đó chính là anh đó. Đúng rồi, hiện nay là mình biết nó thả ra, chứ bây giờ ví dụ cái bệnh viện tuyến trên thì mình công nhận là nó hơi quá tải một tí xíu. Nhưng bây giờ ví dụ là mình nói chung là các bạn ở đấy thì bạn thừa hiểu đúng không? Làm gì có một cái người có gãy cái sẻ xương sườn hoặc là nó kia một bà già coi như thì sáng mới qua được tối mới gặp được viện. Ở Việt Nam không bao giờ đúng rồi, bà Thúy là nói đúng rồi, người già còn có thể được lúc kia. Thì em cũng xin có nhiêu đó thôi, là đủ có hiểu cái bản chất của cái anh Sony Nguyễn này. Anh biết anh khi lên cái này thổi bùi ngay, nhưng mà cái vấn đề ví dụ người ta hỏi vấn đề đó thì mình trả lời. Nhưng mà cái chuyện ví dụ người ta nói về cái chuyện mà ví dụ này, một bà già bây giờ nói là mẹ coi như là từ sáng cho đến tối mới nhập được viện, thì cái chuyện rất vô lý ở Việt Nam hiện nay nhá. Thì nói chung là mình bảo là những bệnh viện đa khoa, ví dụ bệnh viện đa khoa là đặt phòng quá tải không, mình công nhận cũng có quá tải một chút xíu đúng không, nhưng không bao giờ đến nỗi như thế. Ăn mì tô mà ông em thở, ăn miến. Mẹ hầm xương rồi. Đúng không? Khám bệnh, chữa bệnh, tất cả các thứ thì trước hết là trước. Đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ cái bệnh, chưa hỏi. Coi như gãy một tí, ví dụ gãy xương sườn hoặc là lã té mà chân chẳng hạn. Thì nói chung là mình nói thẳng nhá, vào bệnh viện huyện hoặc thậm chí vào bệnh viện cấp xã người ta xử lý bó bột. Đúng không? Đâu có phải là cái bệnh gì nó thì lắm đâu đúng không? Đấy. Với lại em cũng bổ sung thêm này, em nói với lại cái anh Sony Nguyễn này, anh từng sống ở Mỹ, anh đang sống ở Mỹ, nhưng mà anh nên hiểu này, thường thường á đi bệnh viện á là người bệnh thì một, nhưng mà người chăm á tới coi như là 3-4 người cơ, đâm ra là coi như cái độ mà đông đúc của bệnh viện nó rất là nhiều. Với thứ hai nữa, anh nên hiểu rằng cái văn hóa xếp hàng, anh có hiểu không? Cái vấn đề ở chỗ là khi anh bước chân vào trong cái bệnh viện á, anh phải xếp hàng. Bây giờ ví dụ như là người ta đang xếp trước, là bây giờ anh bà già của anh thì bệnh chưa phải là bệnh cấp cứu, thì bây giờ anh phải xếp thứ năm thì coi như anh phải chờ đến lượt. Bữa trước em đã nghe anh nói câu là khi anh đút cho bác sĩ 1 triệu thì anh vẫn chưa được lên, đến lúc 2 triệu đó, 2 triệu thì anh mới được lên trước. Cái đó là cái quy luật rồi anh ơi. Mà em nói thiệt với anh một câu ở chỗ là với bây giờ anh đi anh khám mà khám khám dịch vụ nó khác, mà khám đơn thuần nó khác. Cái vấn đề
chuyện đó, anh phải hiểu cái vấn đề là thời buổi này mà anh nên hiểu, đâu có thời kỳ ngày xưa nữa đâu mà anh cứ nói. Nhưng mà nói thiệt đó là cái bản chất của nó thuộc cái dạng là coi như là ba lát ba sạp, thấy không? Anh là coi thuộc cái hàng là coi như là hai mang đấy, người ta gọi đầu nào anh cũng có thể là coi như anh lòi cái đuôi ra, anh nói thiệt với anh là anh lòi cái đuôi ra luôn. Dạ em chỉ có lên em góp ý về đây còn. Rồi.